bỏ đất vô này mình trồng, cái mình thấy cưng quá, đây là cây ngải cứu, năm nay mình trồng sống được á, nên mình cưng quá mình khiêng nó luôn, chứ mình không có tách nó, mình không có nhổ nó lên để mình trồng lại, sợ mất sức khiêng nó đi. Thế là mình bị đau lưng, đau chân và đau đầu gối và đau hai cái gót chân luôn, đau cả tới dưới bàn chân, đau từ trên xuống dưới luôn các bạn ơi. Và bây giờ đây là bài thuốc của mình nha. Đây bài thuốc của mình gồm có là ngải cứu nè, mình cho khoảng một nắm, hai 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 lóng, hai búng tay như vậy, hai cái lận nha. Chào quý vị và các bạn, trên trang mạng của mình hôm nay đây là bài thuốc chữa trong điều trị đau nhức nha. Đó mình làm có kết quả rồi mình mới quay lại này nha. À, đây là cây ngải cứu nè nha. Đó, cây ngải cứu trồng từ đằng sau nhà nha. Rồi đây là này là hành, hành tím nè, với lại gừng nè nha. Cái gì mình giả ra hết. Rồi đây là muối, muối hột đâu rồi, nó lặn xuống dưới rồi, mình đổ vô đây nó lặn dưới rồi nha. Rồi xong mình để dài dài theo cái lưng của mình nha. Xong rồi bây giờ mình gói nó lại nha. Giống như cái bảng của cái bụng mình, đo cái bảng bụng mình là được rồi. Tại vì nó mình đi bác sĩ, bác sĩ nói mình đào đốt sống L3, L4, L5, ba đốt rồi đó. Nhưng mà mình muốn là mình ai mà sợ đổ á, thì gói nó vô giày, còn nếu mà không sợ đổ á, thì cứ để vậy đi, mình khéo tay mình nâng nó lên mà nó không đổ á, thì mình cứ để thẳng về cho nó cái độ nóng nó được nhiều hơn nha. Rồi ở dưới đây đó là một cái máy đấy, giờ mình để lên đây nó cũng hơi ấm ấm rồi nha. Đó nó ấm ấm sẵn rồi, cái bề này á, là nó có điện dưới nè, đó thấy sợi điện chạy không, đó nhiệt nó chạy. Rồi bây giờ mình để hít ở đây là tới số 3 lần để cho nó đủ độ nóng. Thường á mình ấy thì mình để nhẹ thôi, nhưng mà tại vì cái khăn này nó dày, mình xếp như vậy nó thành ba ba lớp rồi, rồi qua lớp này nữa, rồi qua lớp áo của mình nữa, thì nó sẽ dày, nó sẽ không có đủ nóng nha các bạn. Rồi mình sẽ bay. À, mình không có chơi trên giường nha, chơi trên giường á nó cái này nó đổ ra giường nó sẽ làm hôi nệm hôi ra, mình sẽ nằm dưới đất nè, đất như là mặt phẳng luôn nữa, nó tiện cho mình. Rồi ok mình sẽ đặt lên nha. Đây. Ở như vậy nha các bạn, giống như nó muốn đổ, cái lớp này cái phần điện mình để xuống, phần kia nó không hết đó. Rồi làm sao nữa, nắm nó lên giữ nó lại, lăn nu à các bạn ơi. Ừ, xong rồi. Rồi, đắp bằng cái miếng vải nè, vải mình cũng chuyện bằng bị